Lấy có mấy, có mấy người tất cả? Có hai thằng chồng ở đó với... Thì cô thấy ông bay gửi qua chứ ông bay chưa giáp mặt cô phải không? Tại vì ổng thì có thể ông giữ, không phải là cô giữ. Thành ra cô không có hiểu. Rồi, nào qua lấy nói tôi biết để gặp ổng công lu bu á. Gặp tao thì dễ á. Tao thẻ ông giữ tao không biết sao. Thì mấy bay nói sao tao nghe vậy. Rồi. Đúng không? Tại vì là có bữa đó bay gặp tao thì xong rồi. Tại vì gặp ổng thì gặp cô thì tôi giải quyết nhanh lắm. Thì ta hỏi ổng hôm hôm giống em gu hoài à. Rồi, vậy rồi có gì tụi con qua rồi. Mấy giờ qua? Thì con qua thì con sẽ cho cô ấy. Ta ở nhà đúng không? Ổng về mất công lu bu nha, cô nói trước á. Tại vì cái thẻ đó là của ông chú mày chứ không phải là của cô, cho nên cô không biết tiền. Rồi. Sao đó hồi tao đi làm á, sáng tao nghỉ, tao nghe lu bu quá trời, tháng đi tới lui hoài, tao hỏi ổng thẳng em gu hoài, tao sợ ổng giấu nữa không? Bữa đó hàng bay qua gặp ổng phải không? Đúng rồi. Ừ, phải gặp tao thì tao biết, cậy cô thì không có gành thẻ, ổng cũng không đưa cho tao coi nữa. Ra hôm hôm giờ tao nói đã mấy nhỏ chuyển tiền rồi, tại sao ông không nói, hay là bà giả không đưa thẻ tôi đi coi tôi lấy. Bữa con qua con, cô cũng có nói với cô mà cô kêu ổng ở nhà qua gặp ổng đi. Gặp ổng mà ổng biết mà. Vậy chứ ổng có biết chữ đâu biết. Thẻ đó tên của ổng đó. Thành ra ổng giữ thẻ chứ cô đâu thẻ, hồi tối giờ tao nói ổng có hay không á. Thì ông đưa cái thẻ đây cho tôi đi cho mấy đứa coi. Ổng cũng không chịu đưa, tao nghi có tiền ra, tao nói vậy thôi, tao kêu mấy đứa trả lại cho người ta đi. Ổng em gùa, tao không biết ổng có thua banh cho bọn lấy tiền tụi mày không, tao không biết. Thì giờ ông Linh nói vậy thì chắc có lẽ được, ổng không nói gì chứ không được, ổng chửi tao cho mà coi vụ tiền này á. Lấy tiền ai? Đây, có hình ảnh, có video rồi. Có video rồi. Có ghi âm. Có rồi. Có nhận tiền rồi. Có nhận tiền rồi. Em ơi. Đâu rồi? Chị kia đưa cái đưa. Anh Hải này, anh Hải này cho một cơ hội. Con nói chú là chiều nay con sẽ trả anh chứ không phải không trả. Bao giờ trả? Mà trong khi á chú cũng phải hiểu rồi. Rồi. Trả trong khi người ta được đưa chứa đưa tiền lại con thì không. Nói chuyện được kỳ lạ phải không? Dạ sao cũng nói được. Nhưng mà em có mối quan hệ nào mà em nhận tiền của người ta để em chạy án? Em chạy đó, con nói chú là. Trả đi cho. Thôi bây giờ em trả tiền cho người ta đi. Trả ngay bây giờ. Chú á là chiều nay con gửi là con gửi cô. Bây giờ trả luôn. Bả á cho người đi bắt cóc con. Ai bắt cóc? Đây nè, người ta điện xuống tới đây nè. Đâu? Cho người xuống đây luôn. Đâu? Bằng chứng đâu? Để ngoài điện thoại. Đâu? Nè chú Hải nói. Người ta đang đi cầu cứu mà người ta lại bắt cóc bà, người ta bắt cóc hả? Chú Hải người hội, chú Hải biết chú Hải không? Là hiểu không? Chú Hải nói là cho cái hội là cho hội. Thầy nói giờ trả tiền cho ta đi. Thấy không? Ta khóc lại khóc chú Hải, thấy không? Để chú Hải nói gì vậy? Bây giờ cứ trả tiền cho ta đi. Thấy không? Đâu ra đây? Có đầy đủ bằng chứng rồi em. Đủ chứng rồi nhưng mà chú Hải muốn cho cơ hội. Bằng chứng nhận tiền đầy đủ rồi. Không phải. Ý con nói rằng là cô ấy cũng nói xuống đây nói chuyện với con. Rồi. Ủa, cái này có đăng lên luôn hả? Không có đăng. Rồi. Chú Hải nó không cho đăng. Cái phần tiền mà bên con gửi trong tay gì đó con không biết, nhưng mà hoàn tiền lại cho cô ấy thì con là người cầm tiền của cô ấy. Ừ. Đúng rồi. Đúng chưa? Là con trả hết lại cho cô ấy. Đúng số tiền. Đừng nói cái gì cái. Trả thì trả có đàng hoàng. Dạ mà cô này cũng đã nói chuyện nè. Trả chưa? Trả mà tiền khoản giả. Đâu? Tiền khoản giả. Đâu? Tiền mặt đàng hoàng. Trả được bao nhiêu tiền rồi? Tiền mặt 2 triệu. Thế còn bây giờ còn... Chính cô ấy là người xuống thương lượng với con. Là cô ấy nói là cho tụi con á. Tụi con đã nói ngay từ lúc đầu luôn là không có đủ một lần tiền để mà trả hoàn trả lại cho cô. Cái số tiền của người ta em nhận giờ hiện đi đâu rồi? Đâu mất rồi? Dạ. Em xài đâu hết của người ta rồi? Em nói cho anh nghe nè, em làm công việc gì đó em không nhất thiết phải nói ra ở đây. Còn hình thức của em, hình thức em trả vẫn hoàn trả lại cho cô ấy. Thôi chờ bà nói vậy, chạy thôi chờ bà có cơ hội đi kệ cậu. Dạ đó là cô. Rồi bây giờ em trả người ta. Bây giờ chị nào trả? Dạ không hết, để con nói hết cái điều là con cho con nói từ đầu. Em nói rồi. Cô
cô ấy xuống nói chuyện với con thì con cũng có nói với cô ấy với lại cả chú luôn. Ngay từ lúc đầu là nếu như mà con gửi lại thì không phải là gửi một lần liền, tụi con có mười mấy triệu đó con đưa. Thế có gì á thì con gom từ từ lần lần để rồi con sẽ chặt, nói chung là gom nhanh nhất có thể để con trả lại cho cổ. Đó thì con có trước bao nhiêu con gửi trước cho cô ấy bao nhiêu, nhà cô ấy có gặp công chuyện gì đó cho nên con có 2 triệu con gửi cô trước 2 triệu trước. Thôi bây giờ nè. Thôi giờ con nói là bây giờ. Thôi giờ nè. Hay là như thế nào? Thôi giờ bà thôi, thôi giờ. Thôi giờ con bút cho nó cơ hội mà về lại coi phường mà rút rừng lại cho nó đi. Nào nước nó nói là nó gửi cho em. Ờ rút rừng lại. Gửi 25 triệu cho em mà. Là lý do thì sao? Tại sao là 25 triệu? Rồi. Người ta đang là người bị hại. Người ta đang gửi tiền cho em. Em nói là bây giờ em không có tiền. Nặng nhiên anh nói, anh giải thích. Người ta chuyển cho em 15 triệu, 35 triệu chạy án. Nghe nè. Tiền mặt em cầm, tiền mặt không phải chuyển. Rồi là chuyển là em cầm. Dạ, em nhận rồi. Tiền mặt đếm dạ, tiền rồi. Trực tiếp anh xem rồi, dạ, đúng rồi. Em đưa nhận 15 triệu em. 35 triệu tiền chạy án nhưng trước mắt là đưa cho em 15 triệu dạ, đưa tiền mặt đúng dạ. Khi 15 triệu em không hoàn thành nhiệm vụ có nghĩa là cái hình thức em trả lại cho cô ấy. Cái hình thức em không có thật nhưng mà khi đến khi không em đúng, nghe rồi. Nè đến khi mà em trả lại cho người ta chỉ có 2 triệu nhưng đến khi em lại nói là em chuyển khoản cho người ta là 25 triệu em đã không có tiền, em là hiện nay em đang cầu cứu, em nói là không có tiền nhưng tại sao lý do tại sao mà em đang nói là em lại cho mượn ngược lại tiền người ta. Tiền ở đâu bây giờ anh hỏi thì tiền ở đâu mà em lại cho người ta mượn mượn 10 triệu. Chú Hải nè. Chú Hải nè, thôi đừng chối cãi. Dạ con nè, không chối. Nè có cái quay đoạn quay với đoạn ghi âm. Xem hết rồi. Xem hết rồi trong rồi. Là biết thằng heo, chú Hải nói thẳng luôn. Biết rồi, bây giờ bà này tôi anh chú Hải cho cơ hội. Lại cái bà này lại trả kỳ bà lại công an phường rút đơn lại vậy thôi. Chú bắt công ở tù. Chú Hải nói thẳng luôn á. Cái này là truy tố nha. Không giỡn đâu nha. Đi lâu quá. Dạ, hiểu không? Chú Hải cho con biết đó là những từ đầu đến cuối là như vậy nhưng mà thiếu tiền á là không có chuyển khoản cho em nha mà là đưa tiền mặt cho em. Tiền nào cũng là thóc, nào cũng là thịt nha. Đâu có nói là không có khỏi trả cho cổ đâu. Bây giờ thôi bây giờ. Ông ý bạn sao mà nói đi. Có đưa 25 triệu đâu mà thằng này với mày qua lấy 20 triệu. Ai qua lấy 25 triệu. Thằng này nó qua lấy 10 triệu, nó nói là đưa tin nhắn cho nó. Cái này là con phải nói rõ ràng. Thì tại sao mà? Tại sao em qua là em đòi tiền? Hãy cho một người nói chú. Em nói đi. Là người nhà của con, ấy giờ là người ta gọi. Cô không chưa biết là người nào chẳng biết đó, cô ấy nói là đâu? Là khoản của cô ấy chứ không phải là của con. Đòi số đâu? Đâu? Bill đâu? Bill chuyển tiền đâu? Thì đó, thôi chưa có tiền. Nó mới hỏi cô đó là có tiền hay chưa, đặng con biết con như thế nào con điện nói chuyện với người ta. Vậy mà cô hồi nãy con ghi âm lại cô điện con nói là có gò cô không biết là cô có nhận được chưa, đại thẻ là ông xã cô giữ. Đó. Bây giờ tất cả các cuộc nói chuyện từ hôm qua nay anh đều làm chứng. Từ hôm qua này em nói chuyện thì vợ chồng em nói chuyện sao anh đều làm chứng. Nha. Và người ta có chuyển tiền hay không, em chuyển tiền hay tất cả những bằng chứng vợ chồng em tới nhà nhận tiền là đều có bằng chứng, hiện đã đưa công an rồi. Nhưng bây giờ thật là bên kia có chuyển tiền hay không, không chuyển thì bên đây tụi con sẽ hoàn trả, tụi con sẽ lo cái số tiền đó, con chỉ lo gia đình. Bây giờ em xác minh lại cái số tiền đấy chưa? Dạ con xác minh mà bên đây chưa biết là có nhận hay chưa, làm sao con xác minh? Anh không quan tâm là bên này có nhận hay không, anh đang quan tâm là bên nhà em có gửi cho người ta hay không. Linh, tại sao gửi tiền? Tiền gì? Đây là bên vợ em gửi qua. Người tiền gì? Mượn. Mượn à? Người ta đâu có thiếu tiền đâu, người ta mượn. Dạ con mượn người ta trả cô. Ờ bữa ca trả cô. Trả chưa? Con đi giờ con. Con mượn chưa? Em gọi điện ngay bây giờ. Trả không biết con nhận được hay chưa? Cho nên biết rồi hỏi là đâu? Có hay chưa để lại cho em xin phần tiền dư còn lại. Em nói người nhà em chụp bill gửi cho anh. Dạ đúng rồi. Anh chụp cho ngay. Chụp cho anh em gửi thẳng xuống luôn. Đâu? Đâu đâu đâu. Cho nên em đã nói là không biết là có gửi hay chưa, đã tới hay chưa, đã. Số điện thoại bao nhiêu mà anh gọi cho? Số điện thoại bao nhiêu mà anh gọi đây? Đâu có gai. Đang nhờ cô hỏi thằng đó nói chưa rồi đó. Thôi. Thôi bây giờ. 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 Thôi không nói nhiều. Gọi ngoan tới. Gọi ngoan tới. Không cơ hội gì hết. Bọn này nó. Gọi ngoan tới làm gì. Bây giờ con nói chú bây giờ. Không nói nhiều. Con vào trả tiền người ta. Trong vòng 3 bữa nữa. Cô ấy nói trong vòng mỗi lần 1 tuần mà. Bây giờ chẳng ai. Ai nói 1 tuần? Nhưng mà không có nói 1 tuần. Cô ai nói? Mày hứa vậy đó, cô là thứ 3 1 tuần. Nó tại vì bức xúc mà. Tại vì cô cho con mà. Em đang đi lừa người ta mà em nói là em bức xúc hả? Em lừa ảnh cổ cái gì anh? Em nói như vậy là sao? Em nói lừa cổ cái gì thôi. Em là cái gì? Em đi chạy án. Em không có chạy án anh. Anh sai rồi. Nghe nha. Anh mở ra. Anh sai rồi. Chạy án. Đây là chạy án. Rồi ok thôi. Em nói sai rồi. Thôi giờ nè, chú Hải nói nè. Dạ con nghe. Thôi giờ chú Hải nghe chú Hải nói, chú Hải.
nói thẳng luôn. Thôi giờ chừng nào mà trả tiền thì thôi cho nó cơ hội một lần đi. Coi mẹ còn sao không? Con hứa rồi đó, trong vòng 3 ngày con gửi. Sao nữa, sao nãy chồng con nói là không, 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 con gửi xuống à. Con biết là đã nhận xong được hay chưa? Nè, để chú Hải nói nghe. Nếu mà mấy đợi chú Hải, nếu mà bây giờ đến 3 bữa, ha. Đúng 3 ngày. Có là Đà Nẵng này lên là kiếm ha. Chốt một tiền bữa nghe. Chốt đâu, chốt nào khác. Không có chốt đâu. Nè chú Hải nói nè, nó đã làm đơn phải gửi công an rồi, nó thẳng luôn. Đó. Cái này chú nói là đi biết bao nhiêu là biết rồi, hiểu rồi nha. Rồi hiểu. Đó. Công an mà chạy án anh còn bắt, chứ còn tụi em hôm nay gì à? Nha. Không có đạn, có camera quay hết rồi. Làm quay phim, bấm quay, nhãn tiền quay hết rồi. Con nói là con là cái gì đâu mà con chạy án. Đây, bằng chứng bà mở cho tôi xem. Con không có đi chạy án gì đâu hết trơn á. Tí anh mở cho em xem. Dạ, anh mở ra đây cho em xem. Không có, đi, đi. Cô xuống kiếm chỗ cô, chỗ cô đang, cô sợ nhất là xuống kiếm cô. Trong bằng chứng Zalo của bà ấy, bà gửi cho tất cả mọi người rồi, gửi cho công an rồi, có bằng chứng rồi, nha. Không cả được. Không, em đâu có trả đâu, em đang thắc mắc. Nếu mà ba chung là ba ngàn, ta không trả tiền gửi thì tôi giúp. Đừng có cãi, nha. Thà rằng em nhận đàng hoàng. Em nói là có qua nhờ em, mà nói là em đi chạy án là em không đồng ý. Thế tại sao em lấy tiền người ta làm chi? Rồi, tôi đang hỏi bà này. Dạ. Cãi nha, cái số tiền 15 triệu tiền gì? Tiền chạy án cho con em. Nghe chưa? Nhưng mà nó nhờ nó đàng hoàng. Có thấy chưa? Cổ nhờ em con. Bằng chứng đây. Nó nói là đàng hoàng nhờ công an xuống. Đúng chưa? Chứ em đâu nói là em chạy án đâu. Người ta có bằng chứng, thế không lý do thì tự nhiên người ta đưa tiền cho em. Mà không lý do tại sao em nhận tiền. Này là cô nhờ chạy án cho con, cô là 35 triệu. Thôi, thôi, ba ngày, cho ba ngày đi. Chứ ba ngày. Chạy hoài. Bây giờ mấy ngày em trả tiền người ta? Ba ngày. Em nhận tiền. Rồi bây giờ ngày hôm nay ngày mấy giờ? Nay ngày. Nay ngày mùng 2. Hai. Ngày 5 cây ha. Rồi, đúng ngày 5 cây. Đúng 13 triệu mà tự trả người ta. Nha. Chứ đừng có cãi ngoan cố nha. Có nãy rồi đang kiếm không ai xuống kiếm chợ, không ai xuống kiếm mấy ông bậy đó. Quả là sợ tao hù, nghe em trai. Rồi rồi, sợ tao hù đúng không? Quả là sợ tụi em tao hù quá. Đi nè. Không có đâu. Bây giờ là mình đâu có quyền quen ha. Đi rút đơn rồi. Chuyện xong bả ra mới rút đơn. Bả rút đơn quen rồi, giờ ra mới rút đơn rồi được. Khi nào trả tiền xong rút đơn. Nha. Còn bọn anh bây giờ được phép bắt tụi em. Vì báo công an rồi là được phép bắt. Nha, đưa cho em ra công an luôn, chưa cần phải gọi. Nha. Nhưng mà anh cho cơ hội. Nó cũng thừa biết ta đi cầm xe nữa. Cái chừng trả 2 triệu rồi, cái nó chuyển tiền rồi đó cô. 25 triệu, còn nghĩ sao mà tài khoản không chuyển, chỉ có tài khoản tao 25 triệu. Tự dưng mà bây giờ không lý do thì người ta chuyển tiền cho em mà bây giờ em có còn cãi được. Đưa cô 15 triệu, 10 triệu, chiều cô qua lấy tiền xe, hàng nữa quán kêu ổng đưa lại con 10 triệu. Em thấy không biết gì trong mà trong đầu không có 5 ngàn. Cầm chiếc xe cho em đưa tiền cho em thấy biết điều này. Thấy xuống cổ xuống đây em trả lắc chắc á. Đồng bằng đồng mới có xe đi làm. Em mới nhờ người ở trên nhà. Em biết thương người ta thì em không bắt người ta phải cầm xe để đưa tiền cho em. Dạ không có bắt nha. Nè, chú Hải nói nè. Sao lại nói gì? Nó này cãi ghê. Không ổn rồi. Bây giờ chú Hải nói nè, phải gỡ đơn rồi. Nó mà gỡ đơn xuất huyện, xuất thị xã đường, thành phố đường ngang là mấy con chết. Bây giờ chú Hải nói thẳng rồi. Bây giờ đáng chạy tiền xong chạy càng sớm càng tốt. Hai vợ chồng em đều là nhận tiền nhưng hai trong hai người đi chung, chỉ cần một người nhận tiền thôi, hai người sau số tiền đó là hai người đã liên lụy đã dính rồi. Ok chưa? Nói vậy hiểu ha? Hiểu chưa? Nha. Chứ không trong vòng 3 ngày. Đúng giờ cuối giờ của ngày thứ 3 rồi con đúng 10 đúng ngày 13 giờ nha. 13 giờ ngày 15 tự em phải trả tiền. Nói chung là tới ngày giờ đó là con sẽ đủ số tiền đó cô. Nhưng mà có thể con một ngày con trả vô bao nhiêu đó. Con trả đúng 3 ngày đủ hết số tiền đó. Đúng 3 ngày được, em phải trả hết nha. Vậy ha. Còn người ta mà em hăm dọa người ta không được nha. Nói trước vậy nha. Người ta hăm dọa em à? Người ta đang đi cầu cứu mà người ta hăm dọa em hả? Không phải, em nói không nói về trường hợp của con này. Ví dụ như tôi có nhờ hoặc là ai đó hoặc là như thế nào đó. Cái việc đó em gây thù chuốc oán là đâu cái việc của em. Nè ai hăm dọa cái điện chú Hải. Có là không có lệ đăng nghỉ ông Hải đâu. Nha. Thì có là không có tới thì Hải. Bà thì Hải đâu? Hải đâu vô đi. Hải đâu? Đâu? Hải đâu? Chạy có là lấy cái thằng nó chạy bộ nó báo chạy giặt hết đi em giặt đồ phòng dưới họ mắc mệt quá chừng nào dạ. Rồi, trời ơi.
Rồi anh về cho. Không có hồi tối nó qua hai thằng qua được rồi, để tôi làm việc tôi xử lý cho. Nãy mấy chú đồ vô con cũng hứa cô là trong vòng 3 ngày anh trả lại. Phải chứ đồ hứa đâu có chuyện đâu, mày cứ qua ngày sau mình triệu. Trả đúng đủ cho cô. Chứ đồ hồi ngang. Vô này điện mày cũng vẫn nói bà ông tôi 10 triệu sao không trả cho tôi. Thì con hỏi cô, con không có nói ngang vậy, con hỏi cô là cô ơi, cô nhận được tiền chưa? Con có dư trong đó cô có nhận được, cô báo con cái. Con thằng nào trong đó nữa đó. Lấy có mấy người tất cả? Có hai thằng chồng ở đó với... Sao lấy chị bỏ dịch vứt cái khẩu trang ở đây nè. Vứt đi nè. Xong chịu nói đi. Bà mệt bà ghê. Ông nói nhiệm vụ của ông mà. Nhiệm vụ bà phải há miệng ngay ban đầu, nghe không? Người ta ra ở đây rồi bà làm như bà là cha người ta sao ấy. Rồi thôi bà lên phường đi. Lên phường thôi. Lên phường trình báo luôn. Lên phường đi. Mình bị miệng đâu không nói, giờ đi nói làm gì? Mệt bà ghê. Cái lộn mà nói chuyện như vậy không cái lộn. Ta nói chuyện công an với chị đàng hoàng. Ta đàng hoàng với bà. Bỏ bả là công an nó lúc đầu báo nó không làm. Cái nào làm mình dọn sẵn cho nó rồi cái đó nó chửi. Không nói em là không. Đâu. Nói sao? Nói sao? Ông nói ai chửi? Nè bây giờ nè, con hỏi nè. Lúc đầu chị lại báo cái phù bình chuẩn đồng chí nào, đồng chí anh hùng nào? Không, anh ngồi ngay trong bàn chụp. Còn anh nãy là cái gì? Anh hùng nãy là anh nãy á. Thì anh hùng sao nãy giờ em cứ làm tờ trình đi chút anh về xử cho. Rồi đến đây sao? Cái nói em là chị mà cái tội giá là chị có tội rồi, nó nói em đâu biết giá rồi, người ta nói em vậy thì em nghe vậy. Rồi đưa cho ông coi tờ trình cái nói về đi. Nó anh ơi anh biết chỗ, em biết chỗ nên bắt không, nó không. Thôi chừng nào tụi nó lại chỗ mà điện tôi bắt cho. Bây giờ lại chọn rồi, anh em mình hiệp sĩ Bình Dương đã phối hợp rồi, đúng không? Rồi, anh em sĩ bắt xong rồi đó. Làm xong rồi, xong rồi. Tội xong rồi nó mới phải làm phải không? Tội thì nhận rồi. Nữa cái hậu xong mới lại làm. Em sợ mấy ông này bắt hồi giờ cũng thả tôi đó. Không thả, không thả đâu. Thả à? Làm sao mà thả được? Tội đã đi tù rồi đâu, không thả được. Giúp chị, hứa là giúp chị. Ừ. Rồi đi lên công an phường đi. Ra giúp chị có cái lời cảm ơn không? Dạ em cảm ơn hiệp sĩ Hải. Chứ không có em cũng không làm gì được. Thôi được rồi, yên tâm đi nha. Cho ở tù đi. Rồi bây giờ chỉ là coi phường chuẩn đi nha. Rồi rồi. Là phường chuẩn đi. Lại gặp cái anh có gì cần có gì cần hỗ trợ gọi điện cho anh em nha. Đi đi. Rồi rồi. Chữ hả? Qua làm em lăn rồi. Rồi, ai chữ? Hùng đó đó, em có tội. Tội gì không có đâu, nó hùng. Không qua đâu có tội hết á. Người ta mới là người có tội. Em nhiệm cho. Em phải có trách nhiệm nha. Rồi rồi. Rồi rồi. Lại đi. Đi đi. Mày quá bắt dạy nó chữ nè. Mày không liệu nói chuyện tao. Tao nói chuyện trưởng với mày đâm nít. Không đâu, không đi ra đâm nít đâu đó. Ừ. Không biết bắt dạy. Vô đóng chữ quay hết rồi.